So với năm 2005, dân số Việt Nam hiện đang tăng 1,1 lần, nhưng số người sử dụng Internet còn tăng gấp 3 lần và số người sử dụng di động tăng lên gấp 8 lần. Việt Nam hiện đang nằm trong top 20 quốc gia có tốc độ phát triển Internet cao nhất trên thế giới. Một kết quả khảo sát trên 1.000 người cho thấy, để kết nối Internet, 93% sử dụng điện thoại di động, 44% sử dụng máy tính và có tới 36% trong số họ sở hữu điện thoại thông minh. Tất cả những con số thống kê mà chúng tôi vừa đưa ra cho thấy, việc áp dụng công nghệ thông tin và viễn thông ngày càng đi sâu với tốc độ nhanh tại nước ta hiện nay. Trong lĩnh vực giáo dục, xu thế tích hợp viễn thông, công nghệ thông tin và giáo dục diễn ra mạnh mẽ khắp mọi nơi trên thế giới. Một khái niệm mới đã được tạo ra đó là Blend Education, tạm dịch là giáo dục hỗn hợp. Đây là cách học truyền thống, cô giáo, học sinh và bảng đen. Học sinh nhìn cô giáo và cô giáo nhìn học sinh, nên mô hình này có thể gọi là mô hình mặt đối mặt, face-to-face education. Với sự xuất hiện của Internet, mô hình giáo dục này đã thay đổi đôi chút. Học sinh có thể lấy những dữ liệu không phải từ bảng đen, mà là từ Internet. Trường học không còn là những lớp học truyền thống, mà có thể ở bất cứ đâu, ở nhà, quán cà phê, xe buýt, hay ở bất cứ đâu có kết nối mạng trên trái đất này. Mô hình này có thể gọi là giáo dục trực tuyến, online teaching. Giáo dục hỗn hợp Blend Education chính là hình thức kết hợp giữa giáo dục truyền thống face-to-face education và giáo dục trực tuyến online teaching. Đây là mô hình đã được triển khai tại nhiều nước trên thế giới và trong khu vực, thậm chí tại nhiều gia đình mà đôi khi chúng ta không hề hay biết. Không bảng đen, không phấn viết, không giấy tờ, không có cảnh thầy đọc trò chép và cũng không nhất thiết phải giữ trật tự. Buổi học tiếng Anh tại trường Trung học Phổ thông Trần Phú, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã thực sự thay đổi kể từ khi lớp học thông minh trị giá 1 tỷ đồng này đã được hình thành từ 3 tháng trước. Phương pháp học bình thường thì chúng ta chỉ ngồi trên lớp, ghi chép bài và phải trật tự. Được làm như thế này thì chúng ta vừa được nói lại vừa được tiếp thu hiệu quả. Bởi vì khi mà anh nói với các bạn anh thì nó sẽ cảm thấy dễ tiếp thu hơn là khi một người lớn hơn, giáo viên nói với anh. Lịch học ca chiều ạ, thì tầm 1 đến 2 giờ rất là buồn ngủ. Nếu mà được học theo như thế này thì sẽ kiểu thấy không buồn ngủ hơn. Việc nắm quyền chủ động và học hỏi lẫn nhau không chỉ khiến cho các em bớt buồn ngủ, mà còn khiến cho việc thu thập kiến thức của các em tăng lên theo cấp số nhân. Chỉ sau có vài tháng, phần lớn các em đã không còn sợ nói tiếng Anh như trước. Với việc áp dụng công nghệ vào việc dạy và học, không chỉ các em học sinh, chị Đào Hoàng Hà, một sinh viên báo chí cũng đã có thể mạnh dạn nói tiếng Anh sau khi hoàn thành một khóa học tiếng Anh trực tuyến. Khi mà mọi người nghĩ e-learning là chỉ học với những cái phần mềm máy tính thì có lẽ là sẽ tăng lên cái sở thích kỳ thật, nhưng mà nếu mà với cái chương trình học mà em lựa chọn thì là có sự tương tác với cả giáo viên cũng như là cái người cùng học với mình, thì về mặt địa lý thì rõ ràng là mình chỉ ngồi ở nhà, nhưng mà trên thực tế thì mình vẫn giao tiếp với người khác. Không chỉ học ngoại ngữ trực tuyến, hiện mọi người đều có thể theo học những khóa kỹ năng ngắn hạn về tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, luật, luật kinh tế và thậm chí là học khóa cử nhân trực tuyến được nhà nước công nhận qua hình thức học này. Việc áp dụng công nghệ để thay đổi chất lượng giáo dục hiện đang là xu thế tất yếu diễn ra trên toàn thế giới hiện nay. E-learning không phải là chất lượng thấp, mà e-learning thực tế là một cái phương pháp tiên tiến và nó có thể mở rộng cái cơ hội học tập ra cho mọi người. Có thể học được với những các cái giáo sư giỏi, các trường đại học danh tiếng trong nước như thế giới. Mà nếu mà bình thường như cái học truyền thống rất là khó để mà tiếp cận được. Cùng một nền tảng học liệu và đội ngũ giảng viên, với sự hỗ trợ của công nghệ, giáo dục có thể phục vụ cho hàng triệu con người ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời gian nào với tốc độ phổ cập nhanh hơn. Ai cũng nhận thấy những ưu điểm của việc áp dụng công nghệ vào giáo dục, song vẫn chưa thể triển khai cho tất cả các môn học bởi sự hạn chế về kỹ năng sử dụng thiết bị thông minh, cũng như sự thiếu sót về giáo trình giảng dạy phù hợp với thiết bị này. Sức ép của xã hội đòi hỏi phải đổi mới giáo dục căn bản và toàn diện. Ai cũng biết đó là tốt, nhưng dưới sức ép ấy, cả thầy và trò đều còn phải rất loay hoay. Nhà nước và nhân dân cùng làm, tôi ví dụ như là xã hội hóa ấy, thì cả học sinh, cả nhà trường, phụ huynh nhà trường cùng kết hợp để có một phòng học. Nếu như nó không được xịn như thế này
thì chúng ta cũng có một cái phòng học là có màn chiếu, máy chiếu để phục vụ cho những cái giờ học đổi mới. Nếu anh chỉ đổi mới phương pháp về một sách giáo khoa mà anh không có cơ sở vật chất đi liền với cả cái việc đổi mới đó thì nó cũng không thể hiệu quả được. Anh mong muốn là anh có kiến thức thì anh sẽ có nhiều cái cách tiếp cận, và cái công nghệ nó chỉ là một cái cách để cho nó dễ dàng hơn, thuận lợi hơn. Đấy, chứ nó không phải là cái yếu tố quyết định. Vì nếu mà tất cả mọi thứ thuận lợi nhưng mà anh thực sự anh không học, đấy, tức anh không có ý thức trong cái việc học, anh thấy cái việc học nó cũng không cần thiết, thì nó cũng không thể nào mà nâng lên được. Công nghệ có thể thay đổi chất lượng giáo dục hay không? Câu trả lời là có. Tất nhiên rồi, bởi thế mà đã có những nhà mạng tại Việt Nam với nền tảng cáp quang tốc độ cao tới tận thôn bản đã tham vọng rằng cả nước sẽ được học chất lượng như những trường hàng đầu tại Việt Nam. Đó không hề là một ý tưởng điên rồ, đó là một giấc mơ hoàn toàn đang trở thành sự thật. Đó chính là bắt đầu của xu thế Plan Education. Một giấc mơ lớn cần một khoản chi phí lớn, tất nhiên rồi. Nhưng trong điều kiện hạn chế về kinh phí đầu tư, liệu chúng ta có thể thực hiện một giấc mơ lớn thay đổi chất lượng giáo dục cơ bản và toàn diện hay không? Plan Education, giáo dục hỗn hợp, cũng có ý nghĩa rằng khi chúng ta thay đổi tư duy, chúng ta sẽ có những giải pháp tuyệt vời. Chúng ta hãy cùng theo dõi một câu chuyện tại đất nước Thổ Nhĩ Kỳ, một đất nước có GDP trên 10.000 đô một người một năm, và họ chỉ đầu tư khoảng 3% GDP cho phát triển giáo dục. Và họ đã làm gì? TEGV, tổ chức giáo dục tình nguyện tại Thổ Nhĩ Kỳ, được thành lập với mục đích hỗ trợ. Trong 17 năm, TEGV đã hỗ trợ trên 1,5 triệu trẻ em với mạng lưới 86 trung tâm trải rộng trên 36 tỉnh thành. Và đây là phương tiện để họ có thể mang chất lượng giáo dục đến những nơi chưa có điều kiện. Đó là những chiếc ô tô được mang tên những con đom đóm. Những con đom đóm được trang bị những chiếc máy tính trong thùng xe, được di chuyển khắp nơi để hỗ trợ cho các em học sinh nâng cao kỹ năng sử dụng máy vi tính. Những con đom đóm cũng sử dụng phương thức giáo dục kiểu hỗn hợp Plan Education, nơi mà các em học sinh có thể học bằng chính năng lực của các em, với những trò chơi, những hình minh họa và những hoạt động học tập theo nhóm. Thưa quý vị, rõ ràng với một sự thay đổi về tư duy giáo dục hoàn toàn có thể đem lại cho chúng ta có những giải pháp giáo dục tuyệt vời. Nếu một nền giáo dục lấy học sinh làm trọng tâm, thì nền giáo dục ấy sẽ có những giải pháp và những lựa chọn tuyệt vời dành cho các em. Không chỉ ở trường, ở nhà, các bậc phụ huynh cũng đã có những giải pháp tuyệt vời để giáo dục cho con em của mình. Tháng 4 năm 1975 là một ngày lịch sử vô cùng ý nghĩa, trọng đại của dân tộc. Nhưng trong suốt những cái thời gian đi dạy thì tôi đã từng hỏi học sinh về sự kiện này, thì không ít học sinh không hề biết. Tôi luôn trăn trở làm sao để đổi mới phương pháp dạy học lịch sử để giúp cho học sinh yêu thích và không còn vô cảm. Và đây cũng chính là nguyên nhân mà tôi đã lựa chọn phương pháp dạy học lịch sử theo dự án tại trường tiểu học P-School. Để giúp đỡ học sinh có thêm tư liệu cho bài học tiến vào dinh độc lập, cô Biên đã chủ động liên hệ với Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên tham mưu trưởng chiến dịch Tây Nguyên và tham mưu trưởng đầu tiên của quân đoàn 3 tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Khi đến gặp Trung tướng Nguyễn Quốc Thước thì con cảm thấy ông là một người rất là thân thiện. Ông đã kể cho chúng con nghe rất là nhiều câu chuyện về lịch sử. Những câu hỏi của chúng con, ông đều trả lời hết. Trò chuyện với ông, con đã lấy thêm được rất nhiều tư liệu về chiến dịch Hồ Chí Minh và cũng hiểu hơn về bộ đội, chiến sĩ ngày xưa tham gia vào chiến dịch. Dù mà có phải hy sinh cả tính mạng của mình thì họ vẫn quyết tâm để lấy lại độc lập như hòa bình cho Tổ quốc. Đến nhà nhân chứng lịch sử chỉ là một phần trong chương trình dạy môn lịch sử theo dự án. Trong dự án này, học sinh còn được lựa chọn một trong các nội dung có trong học kỳ 2 của chương trình lịch sử lớp 5 để soạn bài và giảng dạy. Để làm được điều này, giáo viên đã tổ chức họp nhóm học sinh, tư vấn cho các con nội dung kiến thức chuẩn và mục tiêu của bài dạy. Từ đó, cô và trò sẽ cùng nhau tổ chức, thiết kế các hoạt động trong lớp học. Con rất vui khi được đứng trên bục giảng và được dạy các bạn. Được tham gia những cái dự án như thế này thì con cảm thấy rất là
thích thú. Khi mà được trực tiếp đi phỏng vấn cùng với cô và các bạn trong dự án thì con về con cảm thấy rằng là mình có cái nhìn trực quan hơn, sinh động hơn và rất là hào hứng kể cho bố mẹ, kể cả cho em trai để nghe. Thông qua hình thức dạy học theo dự án, các em học sinh đã chủ động đón nhận kiến thức, thêm yêu bộ môn lịch sử. Học sinh không chỉ được trau dồi về kiến thức mà còn trưởng thành hơn về kỹ năng. Look at the angel. Yes. Beautiful. Yes, beautiful. Do you want to wear this clothes? It is a dress. Yes, he's a boy. Nhiều người sẽ liên tưởng tới hiện tượng Đỗ Nhật Nam hay một kỳ tài mới của Việt Nam. Nhưng đơn giản, đây chỉ là phương pháp giáo dục tại nhà với phương châm không cho con đến trường trước 6 tuổi. Bạn Gạo đây chẳng hạn, thì là ban đầu thì bạn ấy rất là trầm tính, rất là ít nói với người khác và rất là hay gắt mẹ. Nhưng mà đến đây ấy, thì khi mà được vào trong kỷ luật rồi thì con đã biết lắng nghe mẹ nhiều hơn. Thế và con cũng nói được tiếng Anh nhiều hơn nữa, mặc dù tuổi rất là bé, mới 3 tuổi rưỡi thôi. Mô hình homeschool còn rất mới ở Việt Nam, nhưng trên các nước có nền giáo dục phát triển, đây lại là hình thức giáo dục khá phổ biến và có riêng một cộng đồng lớn, đầy trách nhiệm. Ông bà Smith tình cờ tới thăm và chia sẻ kinh nghiệm với chị Hương khi chúng tôi đang thực hiện chương trình, cũng là những người tham gia giáo dục tại nhà cho con cái của họ tại Mỹ. Trong phương pháp này, thì việc quan trọng nhất là xây dựng mối quan hệ tốt với con, khiến con cái tin mình để có thể trao đổi, trò chuyện mọi thứ. Chúng ta không chỉ là bố mẹ, mà còn là người thầy, người bạn của con. Chỉ có bố mẹ mới là người hiểu con mình nhất, biết chúng cần điều gì nhất. Đây là đoạn clip ghi lại hình ảnh các con của chị Hương khi đi thực tế tại Sơn La. Hoạt động này cũng nằm trong giáo trình của homeschool. Nó giúp các con hiểu biết hơn về cuộc sống, có cái nhìn rộng hơn về xã hội. Ngoài ra, còn được thỏa sức để tưởng tượng. Rõ ràng phương pháp tiếp cận mới, cách dạy, cách học mới với sự hỗ trợ của cơ sở hạ tầng hiện đại, mạng Internet và giáo trình tiên tiến đang mang lại cho nền giáo dục nước ta một luồng sinh khí mới. Đó là một xu thế tất yếu, xu thế đổi mới giáo dục trên toàn cầu dưới sự tác động từ sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ. Nhưng đâu là câu trả lời cho câu hỏi giáo dục cho thế hệ tương lai và giáo dục tương lai phải bắt đầu từ điểm cơ bản nào để đi đến toàn diện? Gần 20 năm nay, với chiếc xe đạp mini cũ, bà Khôi, nguyên hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở Hoàng Văn Thụ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, vẫn duy trì lớp học miễn phí này. 16 học sinh là 16 chương trình học khác nhau, 16 số phận khác nhau, nhưng giống nhau, đều sinh ra không hoàn thiện. Nhưng tại đây, các con đều được học, được dạy làm người. Chia vui vui hai trao tấp mười điêu điếu liếu lân la là bà chim sẻ con gì là bài hay sẽ nói to là con gì là con gì đấy lại chạy lâm son là gà mới lợn những quyển sách cũ kỹ những phấn những bảng khiến nhiều cuộc cải cách phải tự nhìn lại bản thân khi nhắc tới hai chữ lạc hậu. Giữa cuộc chạy đua khốc liệt của khoa học công nghệ, của những giáo án phải mua bằng tiền, đâu đó trong những góc nhỏ tưởng như bị lãng quên của cuộc sống, chúng ta lại tìm thấy câu trả lời cho khái niệm về điểm cơ bản nhất trong giáo dục. Cô yêu em vô lý.